Hello mọi người, sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng con máy làm sự hạt tự động của nhà Haywood phiên bản mới nhất của Sona i8 cũng đã cập bến tại Kho Hồng Farm rồi các bác ơi. Trời ơi, đợt này con này về ăn mê lắm luôn bởi chức năng cũng như là thiết kế hiện đại vô cùng xịn sò của nó. Màn hình thì nhạy bén, sử dụng thì vô cùng dễ dàng. Mời các bác cùng khám phá em nó với mình nha. Tiên để nói về thiết kế thì vô cùng nhỏ nhắn, nằm gọn trong góc bếp của nhà bạn. Bên thân của em này thì được dán bằng một bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng mà mình nghĩ ai ai cũng làm được luôn nha. Và bên cạnh đó sẽ bao gồm một khoang chứa dung tích nước. Và một điểm vô cùng ưu ái của nhà sản xuất gửi đến cho khách hàng đó là tỷ lệ nguyên liệu và nước. Ở đây, lượng nước cài đặt ví dụ các bạn muốn nấu đậu nành thì mình sẽ sử dụng cốc đo là 20ml với lượng nước cài đặt là 300ml nha. Có tỷ lệ tương ứng thì các bạn cứ cho nước vào đó và nó sẽ tự động nấu cho các bạn. Sử dụng cốc đo để sử dụng dễ hơn nha. Wow! Điểm tiếp theo mà mình rất là thích được em này đó là tháo lắp vô cùng dễ dàng. Hẹn sẽ phục vụ bạn tận tình bởi tự động bơm nước chính xác và nấu theo dung tích cài đặt, tự động nấu và rót thành phẩm ra cốc, tự động bơm nước vệ sinh, tự động rút nước bệnh ra khai hứng. Ôi rất là mê nha. Lưỡi dao thì 5 cấn vô cùng hiện đại với công suất là 1000W, xay rửa nhuyễn mịn mà không cần phải qua một lớp lọc ray nào luôn nha các bạn ơi. Ngoài ra em này còn chế độ tự động vệ sinh hiệu quả, không cần vệ sinh lại bàn tay, máy tự khử trùng bằng hơi nóng sau khi nấu, nhiệt kế đốt sữa trong lòng máy chính xác lên đến là 99%, giúp món sữa thơm ngon và vô cùng dễ uống. Ngoài ra còn có chế độ hẹn giờ, cài đặt buổi tối, gần sáng máy sẽ tự hoạt động để có sữa ngon vào buổi sáng. Hạt và nước riêng biệt sẽ không khiến bạn bị chua. Quá là tuyệt vời, quá là xứng đáng với giá tiền mà mình bỏ ra luôn nha. Khi mua hàng sẽ được tặng kèm một cuốn sách 100 công thức nấu sữa hạt ngon bổ dưỡng. Tranh thủ liền nha cả nhà ơi.